Ôi, AK hỏa kỳ lân ấy. Ôi, phê nhở. Tốc độ bắn tăng 2 vạch luôn. Cây này skin phê đấy anh em ạ. Bên dưới, ui, UMP thảm họa luôn. Mà, toàn mấy cây súng ấy ngon nhở. Câu nhở. Ngoài ra chúng ta có UMP quái thú này. Đủ. Quả ác 50.000 phê vãi. Mình đã giữa háo này. Cái gì đây, cái gì trông lạ ấy. Oh, Scar địa ngục. Scar địa ngục ấy trông nó không ngon như Scar Titan, nhưng mà trông kiểu ngầu anh em. Ngầu là chính thôi. Ô dài, không có skin nào ấy đáng kể cả. À đây, ui, cây mới này, MP40 chuẩn lam này. Được nhở. Yo, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Anh em có hỏi tôi là anh ơi, mua ác ở đâu, uy tín, chất lượng, an toàn. Thì đây, anh em đến với shopsikẹo.vn nhá. Shop bán nick, giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất Việt Nam anh em ạ. Được rồi, thì hiện tại là trên shop của mình có một cái chương trình này khá là hay nhá. Vòng quay kim cương nha mọi người. Với cái vòng quay kim cương này thì cơ hội trúng 19.000 kim cương cực lớn. Với lại nhá, 70% anh em nổ trên 1.000 kim cương cơ mà. Lo gì lỗ, chơi liền nhá. Ui, phát đầu luôn. 10.500 kim cương, hay quá nhở. Ui, 6.100 kim cương này. Vỗ tay. Ui dồi ôi, phê nhở. Đây công ạ, lại ngồi hóng nhở. Vãi cơ chửa. 10.500 kim cương. Ui phê. Quay nãy giờ toàn trúng thôi anh em ạ. Trúng kim cương lớn thế phê nhở. Thế này thì anh em còn chờ gì nữa. Chơi thôi. Ui thôi. Vừa nói xong toạch lô. Thôi không sao anh em ạ, tích cực quay tay, vận may sẽ đến. Lâu lâu chắc toạch phát thôi. Tôi sẽ thử lại vận may. Nào. Ui, đấy. Biết cay mà, trời ơi, 10.500 kim cương này. Đấy, quay, anh em mất có 70.000 thôi. Đây, bây giờ show cho anh em cái ác của tôi đây. Hiện tại còn có 25 kim cương đây. Nạp vào bao nhiêu, tiêu hết bay đấy luôn. Đấy, show cho anh em xem. Thì sau khi mà các bạn đã quay kim cương xong trong shop ấy, các bạn vào cái mục trang cá nhân đây này. Đó, các bạn vào cái mục rút quà mở dương nhá. Ok chưa ạ, các bạn rút gói kim cương nhá. Ở đây là tối đa các bạn rút một lần là 950 kim cương. Phang luôn một gói 950 kim cương vào tài khoản Sĩ Kẹo nhá. Tiếp theo thì các bạn nhập cái ID game của các bạn vào shopsikẹo.vn, hệ thống 5 giây kim cương vào tài khoản nhá. Rồi nhá, thực hiện rút đây. Rồi, sau khi mà anh em rút xong nó có một cái thông báo đang xử lý nhá. Anh em chờ xíu nhá. Các bạn có thể tải lại cái trang nhá để xem là cập nhật tình hình xem là rút kim cương xong chưa. Đây, thông báo nhá, hoàn thành rồi nhá. Vâng, bây giờ thì đơn giản thôi. Đấy, vào game phát kim cương được cộng ngay. Ui dồi, 975 kim cương. Hệ thống auto 5 giây bên shopsikẹo.vn nhá, thực hiện cho anh em nhá. Rút kim cương nhanh chóng nhá. Anh em quay 100% anh em kim cương các bạn rút được nhá. À đây, tí nữa quên anh em ạ. Bây giờ hướng dẫn cho anh em mua ác giá rẻ trên shopsikẹo nhá. Ác có 50.000 thôi. Các bạn vào cho mình cái mục là thử vận may free fire 50k nhá. Đây này, anh em thấy chưa ạ? Vâng, như vậy là anh em đã vào mục thử vận may Free Fire 50k. Hiện tại thì bên này có khá là nhiều ác để cho anh em lựa nhá. Vận may nhá. Ác 50k này mà tôi mở kiểu mấy hôm rồi toàn ác VIP ấy. Hôm nay kiểu sẽ tiếp tục thử lại vận may nhá. Anh em mà lựa chọn đại một cái ác bất kỳ đi. Đây, tôi lựa cái ác này. 177669 ấy. Rồi nhá, giá tiền 50.000 đồng. Xác nhận mua. Vâng, như vậy là mình đã mua thành công. Bây giờ để xem được cái tài khoản thì các bạn vào mục tài khoản đã mua thôi. Sau đấy là anh em ấy... Đây, nhấn vào check thông tin này. À đây, anh em thấy chưa ạ? Nó hiện cho anh em tài khoản với mật khẩu nhá. Thì các bạn đơn giản thôi, anh em cứ copy tài khoản với lại copy mật khẩu vào. Ngoài ra thì ở bên dưới là thông tin bổ sung nhá. Chúng ta có 10 mã số. Tức là anh em 10 lần các bạn có thể đăng nhập nhanh. Cái mã này là mã bảo mật nhá. Để anh em kiểu như là tránh bị đăng nhập từ thiết bị lạ các bạn không vào được ấy. Rồi nhá. Các bạn paste cái tài khoản vào. Đấy, còn cái mật khẩu ấy tôi sẽ copy nốt nhá. Rồi, dán vào luôn. Đơn giản đúng không nào? Sau đấy thì anh em đăng nhập nhá. Thì đây, bây giờ Facebook nó bắt anh em kiểu nhập mã vào nó mới cho đăng nhập nhá. Hiện tại thông tin bổ sung ở đây có 10 mã nhá. Anh em phải lựa chọn một mã nào cũng được. Các bạn có thể là đăng nhập nhanh bằng 10 mã này. Còn nếu mà anh em không thích thì các bạn vào Facebook các bạn tắt bảo mật đi là ok. Rồi nhá, anh em mới dán cái mã đi vào. Gửi mã thôi. Yes. Chờ thôi anh em ạ. Tôi đang rất là hóng đấy. À quên chưa nói, mỗi mã anh em chỉ đăng nhập được một lần thôi nha. Thế nên là anh em mày sớm vào Facebook tắt bảo mật đi nhá. Vâng, chúng ta sẽ có mặt ở trong cái arc này. Với cái arc 50k, mình xem là chúng ta sẽ có những cái gì nha mọi người. Tủ đồ này. Ui vãi chưa, nhiều đồ thế. Này, công thấy không này. Ui, cái arc có 50.000 đồng này.
Vai nhở, phê nhở. Ui, được thật sự anh em ạ, quả ác 50k này trời ơi. Đồ nhá, không thiếu nhá. Bình thường là nếu như mà các bạn mua ác này ấy thì nó phải tầm khoảng 500.000 đến 600.000 là ít anh em. Ui đấy đấy, các bạn thấy các bạn có cả khủng long cầu vồng này. Nhưng mà các bạn thử vẫn may anh em chỉ mất có 50.000 thôi. Cơ hội trúng ác VIP rất lớn. Vâng, gói thỏ tím này tôi thấy anh em. Ui dồi, vãi chưởng. Cái ác này còn một mớ này. Mấy cái gói trang phục này không thèm mở này. Ui, các bạn thấy vãi chưởng chưa? Quả ác này giá trị của nó, tôi thề 50k anh em mua được ở đâu cái ác ngon như này. Được rồi nhá. Đây, chúng ta vào phần nhân vật nhá. Mình xem ác này có nhiều nhân vật không. À đây, nói chung là cũng tương đối nhỉ. Có nhân vật mới Capella này, không có này, Zota không có này, còn lại cũng khá đầy đủ ấy. Được rồi nhá, phần trợ thủ này. À để coi nào, chúng ta có con pet mới này, Otero đúng không nhỉ? Xong con Robo này. Ngoài ra có cả con chó máy. Với lại con bà bóng đêm này. Được rồi chưa anh em? Rồi nhá, để mình coi nào. Về cái phần nào đây? Đây là skin trợ thủ nhá. Chúng ta có skin của Otero kẹo hồng. Ui, quả ác này nó không thể full đồ như ác sĩ kẹo được. Nhưng mà công nhận phê đây anh em ạ. Phê không? Đây là về phần sưu tập nhá. Nền này nó nhiều nền vãi chưởng rồi anh em. Thể lựa chọn kiểu bao nhiêu cũng được. Hôm sau đây, hôm sau ít thôi mọi người. Ba lô này. Ui, tôi thấy quả ác này nhiều ba lô nhở. Bên dưới này. Ui rồi. Nói chung thì quả ác này ba lô khá đầy đủ anh em ạ. Đa dạng cho anh em có thể thay đổi liên tục nhá. Phê đấy. Phần dù thì mình không quan tâm lắm, đơn giản là dù nó không quan trọng. Nhưng ván lướt này. Ui, nhiều ván nhờ, ngầu phết nhờ anh em ạ. Toàn ván có hiệu ứng này. Được, mẹ phê không? Đây này, tôi rất là hóng phần vũ khí nhá. Cái súng này quy đổi nha anh em. Rồi. Ôi, AK hỏa ký lân ấy. Ui, phê nhờ. Tốc độ bắn tăng 2 vạch luôn. Cây này skin phê đấy anh em ạ. Bên dưới, ui, UMP thảm họa luôn. Mà, toàn mấy cây súng ấy ngon nhờ. Câu nhờ. Ngoài ra chúng ta có UMP quái thú này. Đủ. Quả ác 50.000 phê vãi. Thì đã rất hóng này. Cái gì đây, cái gì trông lạ ấy. Ao, Ska địa ngục. Ska địa ngục ấy trông nó không ngon như Ska Titan nhưng mà trông kiểu ngầu anh em. Ngầu là chính thôi. Ô dài không có skin nào ấy, đáng kể cả. À đây, ui, cây mới này, MP40 chuẩn lam này. Được nhở. Nhưng mà thôi, tôi thích cây bích vàng hơn. Rồi nhá, chúng ta đến với M79 này. Cái này skin không có chức năng gì cả, làm màu thôi. Ngoài ra thì có Spat 12 Giáng sinh này. Đấy, tôi đã bán 2 vạch quân phê nhở. M60 vàng rồng nhá. Ui, cái này tôi thể quay khó vãi chưởng chứ mình quay rồi. À được rồi, tôi xem cái ác này còn cái gì VIP nữa không anh em nhở. Cái này cây gì đây? Cái này huyết quỷ, cây trong thẻ vô cực ơi, cây xám xám ơi. Ngoài ra con ác này nhiều skin lựu đạn vãi không ạ. Quả lựu ấy trông lạ này, lựu phóng xạ này. Được nhở. Rồi bông keo thì có 2 skin đây. Đấy, phương tiện thì có mỗi skin túc túc. À, phương tiện của ác này hơi sida anh em. Hành động nhá. Để mình coi nào. Hình như là cái ác này nhiều hành động phết nhở. Ui, vãi chưởng này, hành động này nhiều chưa này. Tôi kéo hầu như nhiều phết nhở. Ui này, hơi bị đầy đủ hành động luôn. Có mấy cái hành động ở dưới này chưa có này. Rồi, anh em muốn có ác VIP giá rẻ đến với supsikeo.vn. Bye bye.